lúc ấy mình nhìn vợ mình lúc ấy còn lộ còn nhỏ lắm, chừng tí tí à, chừng 16 tuổi thôi. Chứ ấy mình cũng có một đời vợ rồi. À, còn có một đứa con gái, lúc ấy chia tay rồi. Mình ấn tượng lúc đầu cũng ghê lắm. Không phải để tóc như bây giờ đâu. Nó không quắn quắn như con heo vậy nè. Đó sẽ rõ ràng cái là cái đầu của thằng nhìn giống cái đuôi heo. Chú ơi chú, con lạy chú có vợ con này, chú đừng có cua con nữa. À, mình là Nguyễn Văn Thành, năm 34 tuổi, nghề nghiệp là hớt tóc. Còn em? Em là Nguyễn Thị Mẫn, năm nay 22 tuổi, nghề nghiệp là phụ chồng làm tóc. Mẫn là người gì? Người dạ, em người Huế. Người Huế. Dạ. Còn Thành là như người Bắc hả? Dạ đúng rồi, em ở Lạng Sơn. Dạ. Chồng Lạng Sơn, vợ Thừa Thiên Huế. Ủa hồi nãy em nói em là bao nhiêu tuổi? Dạ 22 tuổi. 22 tuổi, còn Thành nhiêu? Mình 34. Nghĩa là hơn lớn nhỏ con giáp. Đúng rồi, dạ, giáp. Thường là con trai Bắc á là thích gái Huế lắm nha. Nhưng mà con gái Huế thì hình như là không có thích trai Bắc đúng không? Dạ đúng rồi. Con gái Huế là thích trai Nam. À. Dạ đúng rồi. Ờ, như vậy chắc chắn á là cái việc Thành á mà theo đuổi Mận là hơi bị khó đúng không? Dạ đúng rồi. Khó không? Khó. Khó sao? Đâu kể cái buổi ban đầu lưu luyến ấy. Cái khoảng 6 năm thì mình mở cái tiệm hớt tóc ấy thì cũng cạnh chỗ xưởng làm của vợ mình. Ừ. Lúc ấy mình nhìn vợ mình lúc ấy khoảng độ còn nhỏ lắm, chừng tí tí à, chừng 16 tuổi thôi. Chứ ấy mình cũng có một đời vợ rồi. À, mà cũng có một đứa con gái, lúc ấy chia tay rồi. Khi đó mình gọi chồng mình bây giờ là chú. À, cũng nghe mấy người trong xưởng làm á kêu là cha này là có vợ có con đấy, liệu hùng mình có quen. Mà nhìn ấn tượng lúc đầu cũng ghê lắm, không phải để tóc như bây giờ đâu, nó quắn 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 như con heo vậy nè. Đó sẽ rõ ràng cái đầu của Thành nhìn giống cái đuôi heo. Nhìn cũng không có ấn tượng. Có là người đi ngang qua, anh thì đang lấy tay vậy nè, mắt cứ nhìn chăm chăm vậy. Cứ nghĩ trong bụng kêu làm gì chắc thùng tay khách quá. Lúc đó là Thành để ý cô này không luôn, vừa để ý vừa thả dê tí. À, để cô ấy biết là mình cũng có tình cảm với cô đấy. À, thả dê làm sao? Lâu lâu cô ấy đi ngang quá nhìn không mình huýt chuột không biết. Không, mỗi lần mà anh đút chuột vậy em cảm thấy khó chịu không? Chàng nhắn mình cũng ngay nè. Ôi cái cha này sao nhìn mặt ghê thế. Còn có cái điều cười mà cười ghê lắm, anh cười cho em nè. Chỉ cần đi ngang qua là nút chuột xong sau đó là cười. Mà lúc ấy không biết làm cách nào để cua người ta nữa. Tình cờ bên xưởng làm của ấy mất điện, tự nhiên cô ấy mang cái điện thoại qua rồi nói chú ơi chú cho cái con sạc cái điện thoại với. Mình bảo em cứ vào em ơi, tiếng mời sạc điện thoại. Còn lúc ấy thì em cứ về đi, để trong lúc ấy là mình lấy điện thoại của cô ấy gọi em số của mình nhắn qua đến lại thôi. Thì cô ấy nhắn mình lại như thế này: chú ơi chú, con lạy chú có vợ con này, chú đừng có cua con nữa. Lúc đó là em vẫn chưa biết. Cứ tưởng là như người ta đồn á, đúng không? Lúc mà cô ấy kêu là thuê thì chú... thôi rồi đó. Thôi thôi, mình cũng thôi. Mình tức lắm. Thường á, buổi chiều á, ở chỗ làm của mình á, thì mình hay lấy nước rửa tay đồ ra nè. Rồi mình ra mình dội ra sân ấy, cho sạch. Trong cái hôm đấy á, thì tình cờ đang chuẩn bị dội. Tự nhiên cô ấy với bạn cô ấy đi ngang qua. Hấp luôn. Làm hấp luôn. Chảy ra. Hết luôn. Mình sợ lần sau mà đi ra thì chạy nhanh, không dám đi từ từ. Sao kỳ ha, thường là đã sợ một cái con người nào rồi là sợ luôn đó. Né né cả đường đi lối về luôn đó. Sao tự nhiên bây giờ lại lấy nhau kỳ? Thì lúc đó thì con cũng có bạn trai rồi. Nhưng anh này là những người là dự bị thôi. Làm buồn thật buồn, nó mới nhắn tin hỏi là này kia rồi mới rủ đi chơi, là dạng như là làm xe ôm cho mình á. Lần đầu tiên là đi với nhau chú có làm gì cháu không? Lần đầu tiên ấy thì cô ấy mặc quần đùi ngắn ngắn ấy, thì thấy giò thì cứ đụng đụng người mí ấy, thì mình bỏ tay đằng sau xem sao sờ sờ tí. Chửi à? Chửi luôn. Không có chửi mà phản ứng tự nhiên thì hỏi là chú làm gì á, kêu là anh mỏi tay quá anh bỏ tay xuống một tí rồi á. Vô tình đụng thôi đúng không? Vô tình thôi, với mình nhá nhá thôi, mình cũng không dám để lâu. Có nghĩa là chỉ có cái chuyện sờ đùi vô tình xảy ra thôi chứ. Cái này em nghĩ không vô tình đâu, cố ý. Nhưng người ta đàng hoàng thì người ta không làm vậy đâu. Rồi sao cái bữa đó có gì không? Không, sau bữa đó thì vợ mình nói là thôi chú ơi chú, con lạy chú ghê lắm. Con không dám đi chơi với chú nữa đâu. Rồi lúc ấy là thôi.
thôi trong bao lâu thì thôi mới là có lần thứ hai? Thì như 6 tháng sau mới nhắn lại. Thôi hôm sau lúc ấy lâu lâu về tối cứ gọi điện thoại nói chuyện thôi. Trong thời gian 6 tháng ấy thì lúc ấy thì cũng buồn buồn thì mình hay đi uống cà phê ôm ấy. Lúc lần nào mình đi uống là gặp vợ mình là đi gì? Ngang qua là nhìn thấy. Mà mỗi lần gặp vậy em có phản ứng gì không? Thì mình chưa là gì của nhau thì cứ đi chờ bình thường thôi. Đến khi về nhà mới nhắn là con kinh tởm của người chú quá. Không thấy ở trong tiệm, thấy ở ngoài quán thì lại ngồi với em phục vụ á. Thì lúc ấy mình cũng nhận được tin nhắn của người ta, nghỉ sướng. Tự nhiên là có người ghen. Nhưng mà thật lòng là em có ghen không? Ghen thì cũng không đúng, đó thì cũng có bạn trai rồi. Ít tháng sau thì mới về quê làm đám hỏi á. Wow, gây cấn rồi nghe. Nói là đám hỏi thôi chứ mình quê trên đài á. Nói chuyện thì cũng thấy hợp, thì bắt đầu mới đi hỏi về thì mới biết anh này là gia trưởng nè. Gia đình này khó tính, cũng thường xuyên cãi nhau lắm. 3 tháng sau thì chia tay. Còn lúc cô ấy đi hỏi ấy, lại có như thế này, phải tức chứ. Cô ấy còn nhắn tin cho mình: chú ơi chú, con đang đi hỏi chồng nè. Mình tức, mình nhắn tin: em có đi hỏi thằng đó cũng không hạnh phúc đâu, em thì có lấy anh mới là hạnh phúc thôi. Trời ơi, con trả lời kia là sao? Em không trả lời. Thì là 3 tháng sau là bắt đầu chia tay anh kia. Thì bắt đầu cũng có cảm tình tí xíu thôi. Mày nghe mong manh à, bé mặt bên đấy đi hỏi chồng rồi mà sao mà cãi nhau ấy, chia tay đấy. Lúc ấy mình mới có cơ hội tiếp. Xong đến một thời gian sau đó thì đi chơi lần thứ hai. Xong rồi mình rút kinh nghiệm lần duy nhất, chạy luôn vào quán cà phê sân vườn. Có sợ không? Sợ lắm, tối o mà. Rồi chú có làm gì cháu không? Thì lúc đầu thì cầm tay mà 5 phút sau tự nhiên ôm hôn luôn. Đúng như chẳng như con báo vậy đấy. Tự ôm hay là buông xuôi tay? Sợ quá, buông xuôi tay luôn ha. Lúc đó còn trẻ con lắm, sợ. Sợ đến bao lâu thì mới hết sợ? Nhưng mà lúc ấy thì cô ấy cũng chưa yêu đâu. Tôi lại còn một cái anh người cùng quê nữa, cũng để ý vợ mình. Quê chơi á, anh này là có vợ 2 con. Mà khi quen mình là giấu là còn trái tưng á. Thì sau thì tìm hiểu mới biết là anh này có vợ rồi. Thì mới nói với má. Thì má mới khuyên là thôi đi vô lại Sài Gòn làm đi. Cho là hay đi học ở chỗ thằng Thanh đi. Sau đó thì mẹ vợ mới nói là gửi gắm cho mình. Nên lúc ấy mình thấy sướng quá. Không, nhưng mà bây giờ vậy nè, cái lý do gì mà đồng ý làm vợ của cô Thành? Ở ngoài quê thì mẹ là có kêu là con gái thì có 12 bến nước, chả biết bến nào trong mà tròn đâu. Chắc thằng Thành này, chắc nó không thương mày thiệt. Lúc đó thì mà cũng có nói là bà cũng có dặn là lấy thằng nào mà đừng có bia rượu giống ba mày khù lắm. Thì vô tình anh này là không có biết bia rượu gì cả. Có nhiều dồn vô cái chuyện cô gái hết rồi. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ lấy nhau xong rồi thì khi gặp con của Thành á, thì hai dì cháu, bây giờ gọi con của Thành gọi dạ là gì? Là gì? Hai dì cháu có hợp nhau không? Dạ có, hợp lắm. Như chị em vậy đấy, đi đâu cũng đi cùng. Lần đầu tiên là đã hợp liền không? Dạ lúc đầu thì hơi ngại thôi. Nhưng chồng bây giờ thì mới dạ như làm cái cầu nối á. Mà là em cũng thương dạ, thương đúng rồi. Bé dạ, thương như một người mẹ hay thương như một người chị? Chắc là như một người chị quá. Vui lắm. Vui lắm. Vui lắm luôn á. Bánh tráng trộn còn ăn với nhau mà. Kêu Ngọc Ánh trộn cái gì mà ăn cùng nha. Vui lắm. Này, nhà này, thoải mái lắm. Cái tâm mình cũng không có đến nỗi là xấu như người ta. Như vậy thì khi mà em chứng kiến vậy em có xúc động không? Cũng không nói ra đâu, mình chỉ nhìn và quan sát thôi. Mình biết vậy đâu mà lúc mà vui trong lòng thì mình thấy cũng hơi cũng được. Nhưng mà thấy yêu vợ hơn không? Thì cũng nói thật là cũng yêu vợ hơn. Ồ, rồi bây giờ là tình cảm của em bây giờ như thế nào? Anh em thì thương cái gì cũng đồng đều hết, mình không có kiểu như là phân biệt đối xử hoặc là vợ em đẻ đứa con em ra như này mà em bỏ đứa con đang ở với em được. Vợ em biết mà. Em có dành cái tình thương nhiều cho bé lớn không? Dạ có, giống như mình mua đồ đúng không? Thì đứa lớn cũng có, đứa bé cũng có. Chứ không riêng đứa bé. Vậy con chị nó sẽ tùy lắm đấy. Đúng rồi. Thực ra cái tâm lý của người, nếu mà cái người gì mà đã thương cái bé mà con riêng của chồng rồi á, thì khi mà em có đứa con ra em sẽ cảm thấy rằng là em sẽ thương cái bé đó hơn nữa. Dạ. Là vì cái đứa sau của mình nó được đầy đủ quá, có cả cha lẫn mẹ cái bên, trong khi cái đứa lớn á thì nó bị thiếu hụt. Cho nên cái chuyện mà em dành tình cảm cho cô bé kia nhiều hơn một chút theo chị nha. Dạ. Đó là một cái điều em nên giữ để bù đắp cho cháu. Dạ đấy, thì mẹ chung cũng có nói mình không có công sinh nhưng mình có công nuôi dưỡng nó, thì sau này nó cũng thương mình. Rồi lúc đó chồng em cũng có nói là em mà thương con anh nhiều á thì em còn anh còn thương em nhiều hơn à. Chính xác. Dạ. Chính xác. Rồi trong thời gian mà về ở với nhau thì hai bạn có nhận ra tật xấu gì? Là tật xấu của vợ mình á. Suốt ngày Facebook. Cái gì xấu hơn cái đó không? Hay nói nhiều. Nãy giờ thấy Thành nói nhiều hơn nó vợ. Tính em thì cũng nói nhiều. Có bữa anh đang ăn cơm thì mình nói nhiều á. Anh quặt cái chén ngoài đường. Dư lắm nha, nóng tính lắm.
Có lần á, đang điên cái gì á, đập kính là cửa rồi. Cái đầu đúng không? Còn chào một cái vắt này, giờ con theo ở trên đầu này. Người em nha, nóng tính lắm. Hỏi nhỏ này, có khi nào mà ganh tình cảm của chồng với hai đứa con không? Lấy chồng lo cho con. Thương hai đứa kia nhiều lắm. Thấy chưa? Mới hỏi là có đồng đều cho ba đứa không đó. Tính ra con này là thiệt hơn hai con kia. Nói vậy thì cũng không phải. Thấy người ta như thế, đối xử với mình, thương yêu mình như thế thì nhân đây tham gia chương trình này anh cũng nói với em là thật sự thì cũng yêu em lắm, yêu em nhiều lắm. Nói chung thế, không phải như thế đâu. Nếu mà trời ơi, nói kiểu đó không, nói như vậy có phải là tình cảm không? Không, tại vì mỗi người mỗi kiểu mà. Nói thế là thật lắm đó, chứ còn nếu mà không thật đó là sẽ là kiểu khác. Nói mà thấy mặt thằng đỏ này thôi. Nhân đây anh nói với ông là anh rất là... Có nghĩa là Thành không có quen đầu môi chót lưỡi đúng không? Dạ vâng. Em nói mà nói theo cái kiểu văn hoa chữ nghĩa là em nói không có được. Em nói không được. Em rất là thật. Thay vì như những người đàn ông khác thế nào. Em à, em có biết là anh say đắm từng bờ môi của em, từng ánh mắt nhìn, từng cái hơi thở của em hay không? Nhưng mà Thành á, là tất cả những câu nói đó Thành gom lại bằng một động tác là đúng không? Không nói được luôn. Cho nên là nhiều khi người nào mà chưa hiểu thì nghĩ là Thành dê. Có nghĩa là nói không được cho nên là mới lấy cái tay sờ đùi đúng không? Bây giờ chương trình thì cũng cảm ơn hai bạn đã đến tham dự. Và rất mong là gia đình của bạn giữ được cái hạnh phúc các bạn đang có. Và nhớ là bỏ cái chữ chung riêng đi nha. Dạ. Đúng không? Chung hết. Chung. Đó. Chung một mái nhà. Đó, chung hạnh phúc với hai nàng công chúa. Rất là dễ thương. Xin cảm ơn Thành với Mận. Tên là Quỳnh Phúc Cầm, năm nay 25 tuổi, hiện đang là hướng dẫn viên du lịch. Còn em? Em tên là Nguyễn Thị Bích Trâm, năm nay em 28 tuổi, hiện cũng đang là hướng dẫn viên của Sài Gòn Tourist. Cái hướng dẫn viên du lịch thì cái môi trường của các bạn rộng lắm đúng không? Gặp được nhiều người, nhiều đối tác nữa. Lý do gì mà bạn lại quen một cái cậu bé mà thua tuổi mình như vậy? Thật ra đó thì đúc đầu là em là người vô công ty trước. Và sau đó thì ông xã em mới là người vô công ty sau. Mà cái ấn tượng ban đầu về chồng em là em rất là ghét. Tại vì người này bô lô ba la dữ lắm. Và người mới vào công ty mà mồm lúc nào cũng bép xép hết trơn á. Mà giọng đặc biệt rất là to. Mà còn hay hát giọng cổ nữa. Hay hát giọng cổ, có thể nào hát một câu giọng cổ đi cho quý vị khán giả nghe được. Dòng sông quê em lớn lên trong bóng gầm pháo dội, nắng dãi mưa dầu có tình mẹ chắc chiêu. Dòng sông tôi yêu chớ nhiều nhung nhớ. Em có vỗ tay cho chồng em mỗi lần anh ấy hát giọng cổ hay không? Dạ trước đó tại vì ấn tượng của em rất là ghét, nên là nghe xong là em bị dị ứng liền. Trời ơi. Đừng nói là thái em là không có thích hát luôn. Lần đầu tiên em gặp mà vợ em á, em còn nhớ cái ngày hôm đó không? Chỉ nhớ ấn tượng đầu tiên gặp vợ của em đó chính là nói mình là sao em vô công ty mà em hát sùm hết trơn vậy? Thì không thích em hát vô công ty mà hát sùm như vậy, hát lớn như vậy. Đó, mà ấn tượng đầu tiên nhìn vô là thấy cái chị này giúp ứng. To con, mập mạp, bạn vỡ. Mà lại nói như vậy mà mình mới mình đâu dám nói lại đâu. Đó, bắt đầu im. Thấy cô này chắc trong công việc người hướng dẫn viên mà sao mà chọn những người sao mà mập mạp dữ vậy, chọn chị vậy. Nghĩ là chậm lắm. Sau này làm việc chung mới biết là bà xã em là rất là nhanh nhẹn, hoạt bát và rất là quyết đoán. Đó, mà nhìn kỹ thì cũng bụ bẩm, dễ thương phúc tạp. Đúng với cái gu của em thích. Em thích người tròn tròn tại vì thân hình của em ốm yếu. Khi mà quen những người tròn tròn như vậy sao lại về ôm nó. Rồi em sao? Em có biết là chồng em thích em không? Lúc đó em không có biết. Em chỉ biết được là cái người này để ý em là trong một cái cuộc cho hướng dẫn viên đi tập huấn để thử tay nghề. Thì vô tình không biết làm sao là em với chồng em là được sắp vào chung một nhóm. Thì tối hôm đó nhóm là mới tổ chức các cái trò chơi. Thì em với chồng em lại được mời lên tham gia. Thì cái trò chơi đó là mang tên là khiêu vũ trên giấy báo. Là sao? Và có nghĩa là một cái tờ báo trải ra xong rồi hai người đứng ở trên đó theo nhạc mở lên là mình nhảy trên đó. Khiêu vũ gì mày lớn không? Dạ cái tờ báo dưới lớn. Nhưng mà càng lúc vô càng vào vòng trong thì cái chiếc giấy báo này nó sẽ càng được thu nhỏ lại. Thì em với chồng em là được vô cái vòng chung kết. Thì lúc đó là bắt buộc là người này phải bế người kia lên mà chỉ được đứng một chân trên giấy báo thôi. Ai bế ai? Thì lúc đó em đang suy nghĩ là chắc là bế không nổi đâu. Dạ, cứ nhìn thấy ốm yếu quá. Cuối cùng ai ngờ đâu cũng bế được lên. Lúc đó là chị mới nói vậy nè. Bây giờ em bế chị lên nổi không? Cái này trong đầu em nghĩ là vô mánh. Tới rồi. Cơ hội tới rồi. Tới rồi, nó vô mánh, cơ hội tới rồi. Đó,
Trời ơi, chị cứ giỡn hoài. Ở dưới quê em á, bao cám 70kg em giác nổi hút như vậy. Còn khai ba em dở rồi cái một, thẩm gọn cái tay rồi. Trời ơi, coi như là... Không tin, bây giờ mọi người có tin không? Tin không? Tin không? Không tin. Bé thử, bé thử đi. Tin thì bé thử. Trời ơi. Đó, rồi. Không cần ngồi. Một chân, một chân, một chân, một chân, một chân. Ai, trời ơi, hay quá. Đứng một chân. Dạ. Trời ơi, tin rồi, tin rồi, tin rồi. Sức mạnh của tình yêu dễ sợ chưa Thuận? Ừ. Mà lúc đó đang ấy nữa. Đang ấy là gì? Đang chơi. Đang chơi game show, cái đường đó đang ấy. Rồi chắc là sau cái đêm đó thì sao? Dạ không, ngay lúc đó luôn. Em cảm thấy trời ơi, sao mà khỏe dữ vậy? Thế lúc đó là em được nhìn cận cảnh anh này hơn. Dạ đúng rồi, thấy cũng dễ thương, dễ mến và dễ nhìn. Mà nhìn kỹ thì cũng đẹp trai. Nên nói dâu em về, em giống như là em bị tương tư vậy đó. Đó, quan trọng nhất là quá khỏe. Đó, đẹp trai mà còn khỏe nữa. Rồi vậy là hôm đó tương tư rồi. Rồi mà cái khó là cái xưng hô với nhau đó. Dạ, lúc đầu là chị em. Nhưng mà qua cái trò chơi đó xong về là thì các anh chị đồng nghiệp trong công ty là mới chọc dữ ha. Hôm ẩm cô ấy lên dữ ha. Cái mới chọc là ông xã rồi, bà xã này kia rồi. Lúc đó là em cũng giỡn hùa theo mấy anh chị đồng nghiệp là cũng kêu là ông xã luôn. Đây cũng bà xã luôn. Như vậy là hai bạn này là may mắn đó nha. Tại vì tự dưng có một cái dịp đó đó, cho nên cái sự chuyển đổi nó rất là nhẹ nhàng và nhanh chóng đó. Cái đó có thể gọi là khó lắm mà nha. Cái đó có thể gọi là cuộc thi định mệnh, hoặc có thể là cú bế định mệnh nữa, đúng không? Thì cái sau hôm đó về á, thì em quyết định là chủ động nhắn tin cho chồng của em để rủ đi chơi rồi đi xem kịch. Là khi nhận được tin nhắn xong rồi nhắn là hẹn 5 giờ qua để chở đi ăn uống rồi đi xem kịch. Em mới nhắn lại là ok bà xã. Hôm đó là hai dạ, người đi đâu? Dạ thì là đi ăn xong rồi đi coi kịch. Thì đang coi, đang lúc cao trào đang cười vậy đó, thì em mới thấy là cái tai ở bên đùi của ông xã em cái lần mò sang đùi của em. Giống vậy đó. Mình lợi dụng ánh sáng của sân khấu. Mình lấy cái tai của mình từ đùi đây. Mới cò 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 nắm tay cô ấy. Nhưng mà lúc đó là chưa có dám lắm. Lúc trở về là một tay lái xe, một tay nó thì cà cà xuống đùi. Thấy con này chứ không phản ứng gì hết. Bắt đầu là chụp cái tay, để lên đùi luôn. Thấy con này cũng không bước lại luôn. Suy nghĩ nó rồi. Hiểu đẹp ơi. Tại vì lúc đó em thích quá nên thôi em để luôn. Hai em như là yêu nhau bao lâu thì mới đến kết hôn? Khoảng một năm anh, em là người chủ động. Thì em lúc đó em thấy là chắc mình cũng lớn tuổi rồi nên thôi em cũng muốn ổn định về gia đình á. Thì em mới là nói khéo với chồng em là anh nói là về thưa chuyện với ba má đi. Thì em chở bà xã về quê á, ra mắt ba mẹ với lại là gặp gỡ anh chị luôn. Ba mẹ mới nói là thôi nhỏ này nó lớn hơn mày tới 3 tuổi lận, mày không có cưới. Với lại tao đi coi thầy rồi, thầy nói là mộc với kim khác nhau, về cự cãi hoài sợ không hạnh phúc đâu. Cái bà chị thứ hai mới nói là thôi cưới vợ cho nó, bởi vì ngày 21 tháng 12 sắp tới 2012 là tận thế rồi, chết. Cưới vợ cho nó đi. Cưới vợ cho nó đi, để nhau nó có vợ rồi nó chết chứ được. Em nghe vậy sao? Đó là em đang muốn cưới mà, nên thôi kệ. Lúc đó có tận thế thì em cũng được hưởng tháng mấy. Em có bé chưa? Dạ chưa có. Ồ vậy hả? Rồi lấy nhau về thì sao? Có khác lúc mà tìm hiểu yêu nhau không? Hay la mắng chồng, hay quá tháo, rất là nóng tính. Và giống như miền Bắc người ta gọi là gia trưởng, lúc nào cũng áp đặt cái chồng là phải theo vợ. Đi ăn uống cũng phải theo vợ, đi mua sắm cũng phải theo vợ, mà kể cả mặc đồ đi chơi cũng phải theo ý của vợ luôn mới được. Thì người ta ra đời trước người ta khôn hơn, người ta thấy vậy là đúng rồi. Anh chị nghĩ thử coi, trời nóng vậy nè, các em rủ đi ăn, nó nói anh ơi thay đồ đi ăn, mà tự nhiên chồng nguyên cái áo tay dài vô, cái em nhìn em ngứa mắt quá, em nói là trời ơi bây giờ nóng như là đổ lửa vậy đó, thì thôi mặc cái áo tay ngắn đi cho nó khỏe. Thế là không chịu, nói anh xăng lên cũng được. Cái em ghét quá, nói là thôi bây giờ là một là cởi ra luôn đi. Cái em ghét quá, lúc mà cởi ra giục đó em lấy cái em cắt luôn. Dạ không, cắt tan luôn cái áo đó luôn. Trời ơi dữ vậy hả? Để cẩn thận nghe, mày mốt mà không nghe lời bả là bả cắt. Thăm hoài anh, thăm hoài mà chưa lén phén. Ghen dữ không em? Vợ em là ghen mà không có chủ đời ghen. Ghen lung tung, ghen lung tinh. Vợ em đi công tác, em ở nhà, em gọi điện về. Alo, chồng đang ở đâu? Mới đang đi uống cà phê. Đi với ai? Đi bao nhiêu người? Chụp hình gửi qua Zalo cho vợ. Mà thấy mọi người quen thì thôi, thấy lạ là bắt đầu là gọi điện thoại la làng, uống sùng. Ủa sao vậy? Chắc phải có cái gì dạ không, phải tại em sợ anh, tại vì đẹp trai mà nhỏ tuổi hơn em nữa nên em phải giữ. Nhưng mà em đã phát hiện ra là chồng em có cái phốt gì chưa mà em sợ dữ vậy? Thì cái đó là chưa. Vậy mà đã sợ dữ vậy đó hả? Rồi chồng em có thật xấu gì?
chồng em thì trước đây thấy chỉnh chu lắm, nhưng mà sau khi cứ về làm biếng anh hơi sợ tắm, có nghĩa là một ngày cũng tắm nhưng mà dù em thấy trời nóng em kêu anh ơi đi tắm đi, lần lựa cái hơi ngủ tới sáng luôn không tắm. Dạ quá mà sợ nước chứ cũng lạnh đi sao. Rồi còn làm biếng thì cái hạn như em đi công tác em nói là anh ơi nhà nhớ dọn dẹp nhà cửa nha, cái em đi xong về là nguyên hiện trường luôn. Nguyên đa nguyên kiện hay quên đó anh. Dạ bây giờ đi vô nhà tắm mở nước tắm, tắm xong để luôn cho nó tràn vậy đó, quên tắt. Rồi ra đi toilet ra cũng không tắt đèn luôn. Nhắc hoài cứ như là 10 lần là y chang như 10 lần phải xuống em tắt đèn. Rồi còn xong thì ủi đồ xong giục luôn, bằng ủi giục luôn mà tại chỗ vợ muốn dẹp dẹp. Vậy hả? Rồi bé có nhõng nhẽo với chị không? Thôi đặc biệt là rất cực kỳ nhõng nhẽo. Ngay là biết ngay nhõng nhẽo mà kinh khủng luôn. Lông trời lỡ đất luôn đó, chị không nổi. Chứ không chị tin là ví dụ em nói là đồ nhiều quá rồi mà mỗi lần đi làm chương trình là đòi một đôi giày mới mà nhà quá trời giày rồi. Em nói hôm nay em không cho. Thì bắt đầu là cái mặt sụ lên. Nó nói thôi sao đâu buồn, sao nhõng nhẽo sao đâu. Bây giờ ơi, mua chồng đôi giày mới giờ. Giống như con vé vậy đó. Có lần nào mà nhõng nhẽo không thành không? Không, không có lần nào mà không thành. Ví dụ như là cái vợ là chưa chịu á thì có nằm dạ không? Có nằm dạ không? Có chịu dạ không? Đừng nói đụng nằm dạ xuống là hai chân nó gì. Không có nói vậy đâu mà buồn. Buồn biết rồi đó. Buồn không? Thì em muốn vợ mình có phải thay đổi những gì không? Để cho gia đình hạnh phúc hơn, vợ chồng yêu thương nhau thì bớt ghen linh tinh đi, bớt ghen lung tung đi. Dạ, yeah, còn em muốn chồng em thay đổi gì? Thứ nhất là siêng năng hơn và phụ giúp đỡ việc cho vợ những cái công việc lặt vặt trong gia đình. Cái thứ hai nữa là đừng có nhõng nhẽo nữa. Nó nhõng nhẽo để mình em nhõng nhẽo thôi đủ rồi. Thì thôi. Tụi em đang trong giai đoạn vợ chồng son đúng không? Yeah. Son quá là son luôn vậy đó. Chị nghĩ cái mà điều mong muốn ở chồng thì đối với em thì đâu có vượt sức em đâu đúng không? Đơn giản thôi mà. Sớm muộn gì nếu mà không mong thì đến một lúc nào đó khi mà em có em bé thì em cũng sẽ phải hết nhõng nhẽo thôi. Bởi vì cái chuyện đó là em bé nó dành hết của em rồi. Ngược lại thì về phía vợ em thì em chỉ mong là vợ em bớt ghen đi thôi chứ gì. Vợ em có con cái nó cũng không còn thời gian để mà nó ghen em nữa đâu. Thôi cứ để hai vợ chồng thử có con coi làm sao nha. Nhớ điện thoại riêng cho tụi chị những lúc mà cần thiết nha. Lúc mà gọi là cao trào nha. Chứ còn ngay thời điểm này thì những cái chuyện mà tụi em mong ước thay đổi nó chỉ là nhỏ nhặt chút vậy thôi à. Đúng không? Mong là tụi em lúc nào cũng hạnh phúc như vậy. Nói vợ vậy chứ mà mặt mắng. Em xin chào MC anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Và xin chào tất cả khán giả đang ở trường quay của vợ chồng son. Em xin tự giới thiệu. Em là Lê Minh Khoa. Thì em đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ. Hải Phòng. Thơm rực trời Hoa Phượng Đỏ. Ủa em giờ năm nay em nhiêu tuổi rồi? Em 39. À 39, ở khoa làm ngành nào? Em kinh doanh bất động sản. Em tên là Khoa nhỏ tuổi hơn em đúng không? Nhỏ hơn em tới 4 tuổi. Bởi vì nãy mới ra là chào bạn liền đó. Tại vì thấy sắp sắp rồi đó. Sắp sắp ngang ngang nhau. Rồi xin mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận và chào tất cả khán giả của đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Dạ em là Nguyễn Hằng. Em cũng hiện tại em đang ở Hải Phòng và công việc của em là chuyên phân phối về mỹ phẩm và thực phẩm chăm sóc sức khỏe. Dạ, năm nay em 34 tuổi. Dạ. Hằng là một cái gương mặt rất là thân quen và rất là hot ở trên Facebook đúng không? À, dạ. về mỹ phẩm của em. Dạ. Em có được một phút để giới thiệu về sản phẩm của mình á, mời em. Em kinh doanh cái sản phẩm đó là như thế nào? Dạ em thực ra thì em cũng cái này đó là cái duyên ấy ạ. Tự dưng là cái nghề của mình nó tự dưng nó tìm đến mình. Trước thì em kinh doanh rất là nhiều các cái mặt hàng khác nhau nhưng mà nó là cái duyên đến với em, nó là cái khi mà gia đình mình ấy có người bị bệnh là dùng cái những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe thì cái đấy nó là cái mà gia đình của mình có cái người khỏi bệnh thì sau đó thì mình mới làm những công việc đấy thì mình thấy rằng là cái đấy nó ý nghĩa quá. Khi mà mình vừa làm mà mình vừa được tức là mang giá trị lại cho những người khác thì đấy là cái nó là cái duyên của em. Thì hiện tại bây giờ thì công ty của em hiện tại đang là có gần 70 sản phẩm riêng của công ty em. Em đợi xíu dạ. Anh Thanh đang bị trục trặc. Ở trong này à? Khoa vô rồi nào? Em vừa hôm qua. Sân bay có bị kẹt không? Sân bay có đông không? Không bình thường.
sân bay em vào trong Tân Sơn Nhất á, có bị em thấy đông không? Đông á, đông á, có đông không? Cũng đông nhưng mà không phải cách đây 2 hôm là ngoài kia kẹt cứng. Sao kỳ vậy? Thì có đường lúc mình di chuyển đến sân bay về. Biết sao không? Cái mùa này là Việt Kiều năm nay về nhiều lắm. Lắm. Kẹt Việt Kiều năm nay là người ta nói cả 150.000. 150.000 là một ngày á. Nhưng mà về cả triệu mấy người luôn đó. 150.000 em nói là một ngày á. Anh tưởng tượng đi, 150.000 chứ. Cho nên là dễ bị kẹt. Nhưng mà đó là bên quốc tế thôi. Bên quốc nội đâu có gì đó. Kẹt cứng luôn. Thì lúc rồi em có từ 2 hôm trước bay là về bay... khách sạn thì nó mới tắt đường thôi. Trời, đường phố Sài Gòn mà bây giờ 6 giờ mà 6 giờ 15 chị đi nó cũng chị kẹt. Biết rồi, trời ơi, kẹt cứng cừng cừng luôn. Cái vậy đường Phạm Văn Đồng mà trời ơi, nó bự vậy đó mà 4-5 lần là xe. Chị phải đưa con Miếng Ngô đi học á. Thì đó, sáng chị phải đưa đi học xong rồi. Nhưng mà ngày thường thì sao? Thì cũng vậy. Ok. Nó lớn rồi sao để... Không, thằng Phú, nhưng mà chị đi quay chị phải đi theo nó chứ không thằng Phú đừng vòng về còn chết nữa. Chết nữa. Rồi. Rồi đang tiếp là tục. Cái duyên em nói đang là cái duyên để có 70 sản phẩm gì đó. Thì thực ra đấy cái nghề của mình nó là cái duyên ấy, tức là từ trước đến giờ em kinh doanh rất là nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng mà khi cái này nó là cái duyên mà khi mà nhà em có người bị có vấn đề bị bệnh ấy, thì mình biết đến những cái sản phẩm về chăm sóc sức khỏe thì cái người nhà của mình khỏi bệnh. Thì sau đó thì mình tự dưng những cái sản phẩm tốt nó cứ tìm đến mình ấy, Và sau khi mình thấy rằng là mình làm những cái ngành nghề khác rồi nhưng cái này là nó đem lại giá trị cho mọi người, thì là mình cảm thấy là cái cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn. Thế là em mới chuyển sang cái ngành nghề này. Thì công ty của em thì cũng được, hai vợ chồng cũng được 8 năm rồi. Thì hiện tại là công ty em có gần 70 sản phẩm. Công ty vừa là mỹ phẩm và vừa là thực phẩm chăm sóc về sức khỏe. Dạ. Tốt rồi đấy. Và cái sở hữu gần ở công ty em là vì sức khỏe, tương lai người Việt. Nên là lúc nào mình cũng mong muốn là mang những cái sản phẩm tốt nhất và ưu việt nhất như tất cả những cái rồi. Vậy là cái năm nay á, là bất động sản là coi như là tạm thời đứng yên đứng chỗ yên. Đặng phụ với vợ thôi đúng không? Sang mỹ phẩm và thực phẩm sức khỏe. Đúng rồi. Đó, cái gì có thể đứng yên nhưng mà sức khỏe thì lúc nào cũng vậy, cũng phải cần được chăm sóc. Chăm sóc, đúng để nó đi lên ạ, không để nó đi xuống. Rồi bây giờ chúng ta quay ngược thời gian lại đi. Bây giờ kể cho anh Thuận cũng như là chương trình biết là cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng gặp nhau. Và lần đầu gặp thì có ấn tượng gì về nhau? Thì cơ duyên gặp nhau thì là em biết Hằng là qua một cái bà chị ấy. Bà chị lại chơi với ông Anh, ông Anh ấy lại chơi với em. Là qua đây thì em biết đến Hằng. Thì Hằng là ở trên Hà Nội, sinh sống ở trên Hà Nội. Em ở dưới Hải Phòng. Nên là Hằng cuối tuần thì hay ở trên Hà Nội về Hải Phòng chơi với bà chị. Thế là chấp đối cho gặp nhau đó đúng không? Coi như bà chị chơi với ông anh anh của em. Thế là coi như đi đâu đi 4 người thì tự động thì phải yêu thôi. Nhưng mà đầu tiên em gặp anh này là em có cảm mến liền không? Tức là anh ấy giới thiệu, anh bảo là anh có một thằng em đẹp trai lắm, giám đốc công ty đẹp trai lắm, nhưng mà thằng này nó lạnh lùng, nó vô cảm, nó không như anh em mình. Kiểu như thế thì em cũng muốn gặp. Thế thì khi mà gặp thì em cũng thấy công nhận là lạnh lùng vô cảm thật. Được cái là đẹp trai, công nhận là nhìn cái đẹp trai, nhưng mỗi tội là kiểu lúc nào cũng đúng là ít nói, nhưng kiểu lúc nào cũng tóm lại là kiểu như là lúc nào cũng kiểu như không cần đàn bà ấy. Ngày trước thì lúc mình còn trẻ thì lúc nào cũng thích các anh thì phải săn đón nọ kia, nhưng gặp anh này thì anh ấy khác, thì anh khác kiểu như nào cũng ta không cần đàn bà cái kiểu như thế. Nhưng mà lúc đó là Khoa là trong tình trạng như thế nào, có bạn gái hay là đang một mình? Lúc đó thì em có bạn gái ở Hải Phòng. Có bạn gái. Thế bên là ổng có rồi, cho nên là ổng gặp gái khác thì ổng lạnh lùng là chuyện bình thường đúng không? Dạ vâng. Nhưng mà cái style là vậy. Người anh mà ăn lê đó, phát tỉnh ăn lê. Nhưng mà lần đầu tiên thì mình không ý định là quen hoặc là tán tỉnh với bạn ấy. Hằng ấy, nhưng mà gặp lần đầu tiên thì trông xinh, ngon, eo nhỏ, hơi bị hút đấy. Mông thì lại cong như bò ngựa luôn. Mình lại rất thích người phụ nữ như thế. Thì em có một bạn gái ở Hải Phòng và bạn này trên Hà Nội. Cũng có một bạn gái nữa ở trong Sài Gòn. Như vậy là cô ấy có thế sức là... hút. Đó. Thế là cùng một lúc em bắt cá ba tay luôn. Hải Phòng, Hà Nội với cả Hồ Chí Minh. Đấy, Hải Phòng, Hà Nội. Ba nơi luôn. Ba nơi có Đà Nẵng hay là... Không có, thì ba thành phố. Có nghĩa là
có ba cô bạn gái ở ba thành phố lớn đó. Rồi sao, rồi có làm quen với cô, có tỏ tình với cô không? Thì em chưa tỏ tình, em mà em nhờ ông anh để nói chuyện với bà chị để xin số điện thoại của Hằng. Nhưng mà Hằng gặp ảnh là Hằng có thích liền không? Thực ra em gặp thì em nhìn em cũng thích xinh đẹp dai, nhưng mà em ghét cái kiểu là cứ cái kiểu lơ lơ là em rất là ghét. Nên là khi mà em gặp thì mình ấn tượng là cái nhất là em thấy rằng là anh này anh đẹp dai thư sinh. Ngày xưa anh em bây giờ lấy vợ tăng hơn 10 cân. Chứ ngày xưa kiểu gầy gầy á, xong rồi mắt loạng ướt. Mà tóc thì để rậm chứ không để như bây giờ. Thế nên là trông rất là đẹp dai, công nhận. Nhưng mà có một cái điều gì đấy, tóm lại là em nhìn cái người đàn ông này có cái gì đấy em cái đôi mắt rất là buồn. Và nhưng mà người ta rất là lạnh lùng. Và cái vấn đề là khi là tức là em mới gặp thì em không nghĩ là em yêu, em không nghĩ là yêu. Thì về anh này thì ngày nào anh cũng nhắn tin. Anh nhắn tin liền tù tì 7 đến 10 ngày. Nhắn tin ngày nào cũng nhắn tin. Thế là sau bẵng đi tầm 1 tuần không nhắn tin nữa. Thì chiêu đúng không? Đúng rồi. Cái này là chiêu của mấy ông đàn ông á. Để thả ra sau tạo thói quen tạo thói quen á. Đó, phụ nữ mình chết vì mấy cái thói quen vớ vẩn đó đó em. Chắc chắc là sau đó 7 ngày là cô này sẽ phải suy nghĩ rất nhiều. Tại sao ABCD? Thực ra lúc đấy thì em cũng rất là nhiều các anh cưa chứ không phải là không có. Nhưng mà khi mà có một cái không anh nào là ngày nào cũng cứ tầm mấy giờ sáng là nhắn tin em ăn sáng chưa hay em đang làm gì đấy. Tóm lại là trời lạnh nhớ mặc áo ấm nha. Rồi tới buổi trưa em ăn trưa chưa? Nhớ đừng có để bị đói bụng nghe chưa? Rồi buổi tối nhắn nữa, nhắn hoài luôn. Tạo một cái thói quen á, thói quen hư hỏng cho mình á. Xong đến khi ngưng lại một cái là em khó chịu đúng không? Đúng rồi. Rồi sao nè? Rồi sau đó em làm sao? Thế là em mới nhắn 7 ngày anh ấy không nhắn tin, em nhắn tin lại. Thì anh ấy tức là lúc ấy thì nghĩ gì anh? Lúc ấy anh ấy nghĩ gì? Nghĩ là cá đã cắn câu rồi. Nhưng mà chị biết chắc chắn là khi mà em câu là em biết con cá này sẽ cắn đúng không? Em rất là tự tin trong việc đó. Có tự tin không Khoa? Thực ra thì em cũng không khẳng định em tự tin. Tại vì lúc đấy là con người em thì em thích làm việc. Còn cái việc là có bạn gái không thì đấy là một cái niềm vui cho mình. Bên cạnh cái thời gian mình dành cho cái việc lao động kiếm tiền. Thế là nếu như mà mình nhắn tin cho bạn là bạn trả lời lại được thì nghĩa là bạn ok, là bạn đã có dành tình cảm cho mình. Thì cũng đấy là một cái niềm vui cho mình, còn không thì thôi không sao. Tại vì mình cũng có hai bạn gái rồi. Thế sao em phải xài chiêu làm gì cho khổ thế? Dạ. Thế tại sao em thì được hay không được? Gọi là được thì tốt mà không được thì cũng không được. Bắt buộc là phải được. Tại vì em biết là bạn này cũng rất là nhiều anh tán tỉnh. Thế là mình phải có một cái chiêu thì nó phải có cái sự khác biệt đó. Đấy, chứ nếu mà mình cứ săn đón thì lại giống như cái người đàn ông khác thì chưa chắc bạn ấy để ý. Ý chị nói á, là có nghĩa trong đầu em á, là em đã nhắm là em phải quen với bạn này rồi thì em mới mất công em xài chiêu như vậy. Chứ còn nếu không thì thôi, cứ nhắn theo kiểu ngoại giao thế thôi. Nếu mà thích anh thì nhắn lại, không thì thôi. Còn đây là phải 7 ngày liên tiếp em à. 7 ngày liên tiếp mà lại nhắn, may mà không nhắn nhầm ấy. Thế con nhắn bên Hải Phòng, nhắn bên Thành phố Hồ Chí Minh mà nhắn gọi nhầm, tên nhầm thì có mà chết. Ủa nhưng mà là em có suy nghĩ và em có nghi rằng là bạn này là bên ngoài cũng có nhiều cô không? Tức là cái lúc đó, vâng, cái đợt là mới quen ấy thì là em chỉ nghĩ một điều rằng là nếu như mà anh này anh ấy cũng có nhan sắc này, công việc ok này, và lại sống một mình nữa thì em nghĩ là chắc chắn rất là nhiều người yêu. Nhưng mà thực ra ấy, là em chỉ nghĩ rằng là quan trọng cái người này người ta có xứng đáng với mình hay không. Mình có, tại vì lúc đấy em 25 tuổi rồi thì em nghĩ rằng là một là cái người này mình không phải cái tuổi để mà đi yêu một người mà tự dưng gọi là cái trò chơi nữa. Bây giờ đến với cái người này là mình phải xác định là người ta là chồng mình thì mình mới đầu tư thời gian. Còn không thì thôi. Chứ còn thực ra em cũng đoán là anh này rất là nhiều cái đối tượng đó là chuyện bình thường. Đúng ạ, nếu có điều kiện tốt thì chắc chắn là sẽ có nhiều nhiều người yêu thì là bình thường. Với em thì em không có cái gì mà em mấy cả. Mà sau này khi là yêu nhau rồi thì bắt đầu mới phát hiện ra là anh này có mấy người yêu liền. Đó, thì là cái vấn đề phát hiện như nào thì một chút nữa kể rồi. Bây giờ anh rất quan tâm đến cái việc là bao lâu thì hai bạn mới chính thức là quen nhau. 6 tháng. Nghe kể từ 7 ngày, sau 7 ngày mà không nhắn tin đúng không? Vâng. Là 6 tháng sau là mới quen. Tức là anh này anh quen thì anh ấy cứ suốt ngày anh ấy cứ thả tin nhắn như thế thôi. Xong lúc nào anh rảnh thì anh ấy chơi cái kiểu này.
Ví dụ như chẳng hạn như là em cứ đang ở nhà thì anh cứ nhắn tin cho em, anh hỏi là em đang ở đâu đấy, em đang ở nhà thì em bật cho anh cái máy sấy ở nhà xem nào. Cái máy sấy ở nhà. Hoặc là ví dụ như đang nhắn tin với em thì là cứ nhắn tin là anh đang đi làm, anh thế này, anh này kia các thứ, xong rồi cứ hỏi em đang ở đâu. Và em đang ở nhà thì em làm này kia, xong đùng phát thì anh ở Hải Phòng mà. Đùng phát anh bấm chuông dưới cửa anh mà. Anh đang ở dưới nhà này. Có những hôm em đang ở nhà với cả bạn em. Thế anh ấy thì em bảo em đang ở mình. Thế anh ấy bấm chuông cửa dưới, may với con gái con dài chết. Anh kiểm tra đột xuất. Anh này anh ấy rất là hiểm nhá, hay kiểm tra đột xuất. Có nghiệp vụ của cảnh sát hình sự á, hay kiểm tra đột xuất. Chiêu mà, chiêu của ổng mà. Đấy, hay kiểm tra đột xuất. Xong là cứ bắt đầu em ở đâu thì bắt đầu là chứ. Ví dụ ở nhà thì em bật cho anh cái máy sấy hay em cho anh xem cái này xem cái kia. Đấy, xem là có ở nhà hay không. Nhưng mà sau, tức là 6 tháng sau tụi em chính thức quen nhau thì đến bao lâu thì em phát hiện là ảnh có những người con gái khác? Đó. 6 tháng quen nhau thì bắt đầu phát hiện là như này. Cái hôm đấy bạn của anh ấy dắt một cái người bạn ở Hải Phòng lên thì cái cô là con gái. Thì cô tự dưng cô bảo với anh là anh đã nhìn ở trên Facebook em nhảy căng làm sai chưa? Thì mặc dù em không hề biết Facebook của anh này, anh không nói gì Facebook. Thế là em thực ra để mà nói là em phụ nữ mà giác quan thứ 6 ngay. Thế em bảo là ô tại sao không cho mình biết Facebook. Nhưng mà em thế là lúc đấy cô ấy, lúc ấy cô ấy ăn mực, cái cô bảo là chị rất em đi vệ sinh với. Thế là lúc là em dắt cô đi vệ sinh nhá, nhìn mặt anh này lấm lép không hiểu là sẽ hỏi cái chuyện gì ấy. Thế xong em thì em cũng không hỏi chuyện gì cả, em không hỏi chuyện gì cả. Nhìn mặt tự dưng lúc đấy là tự dưng là mất tự nhiên rồi, đổi sắc mặt lên. Đúng rồi, kiểu gì nghĩ em là chắc là sẽ hỏi là Facebook là gì vào điều tra đây. Nhưng em không hề hỏi gì cả. Thế em hỏi là anh có Facebook mà tại sao không cho em biết. Thế là anh bảo chứ thì người yêu cũ của anh ngày trước ấy thì là anh cũng không tức là anh không muốn cho em biết ấy. Thực ra giờ cũng không có cái gì nhưng anh không muốn cho em biết. Thế bảo chứ anh sợ em hỏi người ta là Facebook của anh là cái gì các thứ đó kia, em không hề hỏi. Nhưng mà em tìm quá trời, em tìm mấy ngày mới ra Facebook của anh này. Rồi. Thế ra Facebook thấy ra Facebook là như này, tức là ngày xưa anh ở một mình thì ở nhà anh ấy có một cái bức tranh ông thần tài thêu tay. Thế thì em mới tìm Facebook của anh này, em tìm ra rồi nhưng em tìm tất cả danh sách bạn bè và em tìm hết ảnh, không có một ai nghi ngờ cả. Nhưng em tìm hết cái danh sách các cô gái em vào xem Facebook thì có một cô. Thì cô ấy lại có là ghi là tác phẩm đầu tay thì lại là cái ông thần tài mà theo ấy. Theo nhà anh này. Đúng, thế thì em ấy tìm ra là nhà cô ở chỗ này cô bán cái này cái kia, là em tìm ra hết, xong cô còn có mụn ruồi ở đây. Em tìm hết nhá, thì em không hề nói. Và ngày xưa là anh này anh ấy có một cái xe đạp điện bò điên. Thì là ở cái xe đạp điện bò điên ấy thì nó lại có một cái con rùa. Chìa khóa con rùa, thế em nhìn một phát em nghi ngờ mà chứ. Tại sao mà đàn ông mà lại có cái chìa khóa con rùa này? Suy luận. Em suy luận, thế là em theo dõi, em ngầm theo dõi cái Facebook cô đấy. Hai hôm trước em vừa xuống Hải Phòng chơi xong. Thì hai hôm sau em thấy cô đăng lên Face là cô ấy đi cái xe đạp điện đấy. Thế là chụp cái ảnh cái xe đạp điện ấy cũng có cái chìa khóa con rùa đấy. Thì bảo thôi chết rồi, ông này là bắt cá, ông này vẫn còn quan hệ với cái cô bé đấy. Thế xong em bắt đầu em xuống đấy em bắt đầu chơi chiêu, tức là em mới xuống đấy một cái là em bắt đầu em chụp ảnh tất cả cái góc nhà của anh này, toàn là lao giường ngủ này, lao là bể cá hay lao là salon. Em chụp ảnh xong hôm ấy anh này say rượu. Thế là em say rượu xong rồi em mới chụp, em bắt phải chụp với em, tức là coi như là kiểu như là đấy là một cái chuyện vô tình nhưng nó là một cái gọi là không thể lỡ được. Bắt đầu đăng lên Facebook luôn, thế là mặt biến sắc luôn. Anh chưa muốn công khai, mới cả người yêu anh vừa bỏ thì tự dưng đăng này nó không hay. Thế em bảo là thế em là cái gì của anh, nếu mà anh còn còn tình cảm với người ta anh đừng đến với em nữa, còn em yêu em mà muốn công khai. Thế là em bắt phải đăng lên, xong bắt đầu là thế là người yêu mới lồng lên. Rồi cái cô đấy mới lồng lên nhá, cô đấy mới lồng lên, xong bắt đầu là tức là hôm ấy, tức là khi trước khi đấy thì em cũng gọi điện cho anh này rồi, em bảo là tức là em gọi là em biết rằng là người yêu anh nhà ở đâu, rồi cô ấy bán cái gì, nhà ngõ bao nhiêu, có nhiều biết hết á, rồi bên này đúng rồi số điện thoại bao nhiêu luôn em biết luôn. Thế là anh đánh sợ quá, em mất anh phải lựa chọn giữa em và cô gái đó. Còn nếu như anh cảm thấy anh mà có tình cảm với cô gái đấy thì không đừng tiến đến với em. Còn em hôm cái cô đó cố đến muốn làm gì em? Không, cô không làm cái gì cả. Nhưng mà anh này anh vẫn qua lại với cả. Thôi giờ chuyển nè, qua bên đây. Thời điểm đó em giải quyết làm sao?
em lý do gì mà em lại chọn cô này bỏ cô kia? Thì nó cũng lý do thì thứ nhất là cuộc sống của em sống một mình. Nghĩa là bố em thì mất từ hồi em học lớp 9. Nên mà em thì cũng ốm. Ba bị bệnh nhưng mà bị liệt nửa người. Thế là em sống một mình với em. Còn chị gái em thì lấy chồng ở Hà Nội. Thế là mình sống cuộc sống là phải tự lo mọi thứ. Thế còn tất cả những cái vấn đề mà mình yêu ấy thì nó một cái gì đấy như em vừa nói với chị ấy, nó cũng niềm vui cho mình. Sau khi những cái công việc mà hàng ngày nó mệt mỏi thì đấy cũng niềm vui cho mình. Thế mình cảm thấy nó cuộc sống nó happy. Thì cái bạn gái cũ ấy thì bạn cứ rất là trẻ. Bạn ấy kém em cũng rất nhiều tuổi. Nhưng mà cuối cùng là em lại chọn. Tại sao em lại chọn? Đấy, tại đấy. Dạ vâng. Thế vì cái câu chuyện thì bạn ấy còn trẻ thế là về cái suy nghĩ của bạn ấy nó chưa được sự chín chắn. Nhưng mà bạn Hằng này thì bạn ấy hơn bạn này về cái sự chín chắn trong suy nghĩ. Nên là bạn cũng rất là đảm đang. Lâu lướng mọi thứ rồi chọn một cái rất là ok. Thì em nghĩ là nếu như mà em chọn một người này là mà lấy làm vợ thì em nghĩ là cuộc sống của em nó sẽ thay đổi. Nhưng mà em giải quyết cô kia nó có dễ dàng không? Dễ. Thì thực ra thì đối với cô kia thì cô ấy khó thôi. Chứ còn thì vì cô ấy rất là yêu em. Rồi bao lâu thì em cưới hả? Sau cái đó thì hai đứa bao lâu thì làm đám cưới? Sau khi giải quyết xong? Tầm khoảng độ 3 tháng sau rồi. Em chửa 3 tháng. Sau 3 tháng sau nữa thì là quen nhau thì là 6 tháng là chính thức quen nhau. Bắt đầu yêu nhau tầm 3 tháng thì em chửa 3 tháng. Bầu hả? Dạ. Thì có bầu. Có bầu thì anh này thì anh không chịu cưới. Thì vì lúc đấy thì làm ăn khó khăn ấy. Tự dưng lúc đấy thì nói chung là rất là khó khăn thì là bên Khoa khó khăn hay là em? Em thì không có cái gì cả, anh này thì lại khó khăn. Nói chung là hai đứa đến với nhau thì nó không có một cái gì cả. Tức là trước đấy thì anh này thì có nhà, có xe, có công việc. Nhưng mà khi mà bắt đầu gọi là yêu nhau thì bắt đầu anh ấy không có cái gì cả. Bắt đầu là lấy nhau là hết, không còn một cái gì cả. Lúc đó là em cũng chưa kinh doanh luôn. Em có kinh doanh nhưng mà cái công việc của em nó, tức là khi mà em bầu thì cái công việc của em nó không cái làm công việc nữa. Hiện tại á em chưa kinh doanh cái mỹ phẩm mà cái chưa công việc hiện tại là chưa. Tức là em ngày trước em chuyên về làm về spa, với thẩm mỹ viện, với chuyên về tắm trắng. Rồi. Thì cái đấy thì khi em có bầu thì em không làm được cái việc đấy, em lại càng khó khăn nữa đó. Thì là anh này thì anh ấy cũng không muốn cưới, thì anh bảo với em là bao giờ có tiền thì cưới em thể đó. Thế nên là em thì em không đồng ý. Em bảo với anh là bây giờ bố mẹ em sinh em ra, nuôi em bao nhiêu năm, mấy chục năm, bây giờ anh muốn cưới em thì anh phải bảo người lớn nhà anh mang chầu cao đến hỏi em đàng hoàng. Kể cả là không đám cưới rình rang cũng được, nhưng mà cũng phải là có chầu cao đến hỏi bố mẹ em. Đó, có người lớn đến hỏi bố mẹ em thì anh kể tiếp đi. Thì như câu chuyện em nói thì thì bố em mất rồi, thế là đến nó hỏi cưới bạn này thì phải nhờ bảo chú em. Chú em với cả chú em với cả chị gái. Thì nói chung là sau đó thì hai đứa là vẫn đám cưới một. Có một cái đám cưới rất là ok đúng không? Có đám cưới. Nay là bao nhiêu năm rồi? Nay là 10 năm rồi ạ. 10 năm. À lúc đó bé trong bụng là bé trai bé gái? Bé trai. Bé trai. Rồi giờ em mấy đứa rồi? Em ba. Ba đứa. Dạ. Wow, chúc mừng nghe. Ba đứa mà phọt đẹp thế. Trời ơi, ba đứa rồi. Dạ. Trai gái đủ cả. Dạ, hai bạn cuối cùng là sinh đôi. Trời ơi, vậy hả? Là một đứa nữ, một đứa trai, một đứa gái hả? Đâu hai một hai bạn nữ là sau và bạn nam là đầu tiên. À đứa đứa trai lớn là, còn là hai sinh xong sinh là hai đứa nữ. Trời ơi, thôi vậy là ngon lành quá rồi. Ủa, nhưng mà là cái bạn cái lần sau á là đẻ cặp song sinh á, thì mổ có khó khăn gì không em? Hay có câu chuyện gì về cái việc gọi là sinh hai bạn ấy không? Cái câu chuyện thì nó cực kỳ dài, nhưng mà em chỉ chia mình sẻ kể một ngắn chút gọn thôi. Em chỉ chia sẻ một chút này. Thực ra hai cái bạn đấy thì khi mà bọn em chửi em vất vả lắm, em chửi em thì em xin phép em kể cái sau khi mà lấy nhau đã, xong sẽ hai bạn đấy. Khi mà hai vợ chồng lấy nhau thì rất là khó khăn. Cái cuộc sống tức là nó khó khăn vô cùng luôn. Anh này làm cái gì thì cũng là bị lừa. Xong rồi làm cái gì, một là bị lừa, hai nữa là người ta không trả tiền. Có nghĩa là không có một cái việc gì nó như tức là vợ chồng tai. Tức là vợ chồng em có nghĩa là những cái thời điểm ấy nói thì bảo cái thời này cách đây 10 năm mà gọi là trong nhà có khi còn chẳng có một cái đồng nào luôn chị ạ. Tiền thì nhà thì đi thuê và
đợt đấy khi mà em đang bầu thằng đầu tiên ấy, cái bạn đầu tiên ấy, thì không có một cái gì luôn, có nghĩa là vợ chồng em mức độ mà ăn cái cơm trắng rang nhiều quá ấy, mà em ngán quá mà em lấy 2.000 ở trên Ban Thần Tài đi mua dưa để rang ăn cho nó đỡ ngán. Tức là cái thời gian đấy em rất là nhớ, tức là khó khăn vô cùng. Thì em kiểu như không muốn cho mẹ em biết ấy, thì chỉ gọi điện về quê là mẹ ơi, ở đây bây giờ toàn là gạo với cả toàn là rau của Trung Quốc, cứ nói thế để cho bố mẹ đỡ phải lo lắng. Thế thì mẹ lại gửi rau với gửi gạo với gửi ngan ra, thì lại ăn được một tuần. Tức là cái cuộc sống lúc đấy rất là khó khăn ấy, hai vợ chồng rất khó khăn nhưng không bao giờ cãi nhau. Và lúc đấy có duy nhất một cái xe đạp điện mà em nhớ là em chửa to như thế này, thì chồng em thì cái yên nó bé như này thì chồng kiểu như không ngồi được ấy. Thì bụng nó to quá thì là em phải ngồi ở cái đầu của cái yên. Nó ngồi nó rất là khổ. Nhưng mà mình vẫn muốn là buổi chiều mình tới lúc ấy cái công việc em nó không có, nó đang rất khó khăn, mình chở vợ mình buổi chiều là mới bắt đầu đi xe đạp điện rồi đi dạo. Nhưng mà thực ra là để coi là kể sơ qua cái thời kỳ khó khăn như vậy để thấy là bây giờ tụi em đã vượt qua cái thời điểm đó một cách quá là ngoạn mục, đúng không? Bây giờ thì là hai anh chị là mình nhìn vậy là mình thấy là bây giờ đang rất là đúng rồi, giàu có phủ phê rồi, đúng không? Trời ơi. Thành ra mới kết luận lại á, là anh chị chọn nhau như vậy là quá đúng rồi. Trong ba người phụ nữ mà em bắt cá đó thì em chọn đúng con cá mà cá vàng á, đúng không? Đó, để rồi bây giờ hai đứa hạnh phúc như thế này mười mấy năm rồi, đúng không? Hai bạn lấy nhau mười mấy năm. Mười năm. Một thập kỷ đó. Nếp tẻ đủ cả. Đó, thì đầu tiên là phải chúc hai người, gọi là chúc mừng hai người đã, đúng không? Chúc mừng đã, nhưng mà rồi chúc mừng xong rồi thì vẫn phải hỏi là khi mà lấy nhau á, thì bắt đầu lúc cái thời điểm đó có lòi ra tật xấu gì không? Lúc đó bắt đầu mới là khi mà về ở chung nhà với nhau đó. Có tất cả lã lòi ra hết. Và những cái tật xấu đó tới bây giờ nó thực ra nó không phải là tật xấu đâu, mà là có những cái mà quái thai quái thú của đối phương mà mình không biết cái lúc mình đang yêu á. Đó, thì khi mà về với nhau như vậy á, thì là những cái cá tính bắt đầu bộc lộ ra như vậy, thì mình vượt qua cái điều đó như thế nào? Ví dụ như là bạn vợ có cái gì mà em bị bất ngờ á, có nghĩa là lúc mà khi yêu á là không có, nhưng lúc về mới thấy. Ví dụ như là nhõng nhẽo quá thể này, hay là có một cái gì đó nó em làm em bị bất ngờ á, những cái gì mình chưa hài lòng và bất ngờ về những cái tính đó. Thì thực ra vợ em lúc mà quen em thì em thấy rất là hoàn hảo, không có cái gì cả. Nhưng mà về làm vợ á, vâng rồi, và khi về làm vợ thì mình thấy sau một thời gian khi đẻ con thì bạn ấy tập trung vào cái công việc kinh doanh, thì vợ em là livestream bán hàng mà. Là bạn ấy có cái việc nhà thì bạn ấy nó không được đảm bảo chu toàn lắm. Cái việc đấy thì cũng có giúp việc rồi, bây giờ hiện tại có giúp việc. Hai là cái tật xấu thì là cái tật xấu nó cũng kỳ lạ. Em chưa yêu ai mà có cái tật xấu đấy à? Đâu tật xấu gì? Nghĩa là lúc nào cũng phải sờ người em ấy, tay nó kiểu như là lúc nào thích phải sờ bụng. Ngủ lúc nào phải đặt tay bụng đấy. Không chịu mà. Được. Có đó dễ thương mà. Có nghĩa là cứ gặp là đặt tay lên bụng. Để tay bụng sờ. Sao em không để lên má hay để lên vai mà để tay lên bụng? Không, đấy là cái thói quen. Ý nói là chồng ơi chồng tốt bụng hả? Đấy là thói quen của em. Thói quen từ bé. Thế nên là bây giờ lấy chồng thì cũng... Thôi nhưng mà đó là thói quen. Đâu cái đó dễ thương đáng mà. Yêu mà. Nhưng mà có hay la con không? Có hay mắng con không? Có. Đó. Có bạn ấy cũng... nhiều khi cũng áp lực công việc thì bạn cũng hay la mắng con, nhưng mà thực chất thì em sống để em biết là bạn ấy cũng rất là yêu thương con. Rồi có nghiện shopping không? Đó. Có nghiện shopping không? Ôi rồi nghiện nặng luôn ạ. Đấy, nghiện nặng con nghiện đúng không? Em thì có khoảng độ một tủ này thôi, nhưng mà bạn phải 4 tủ. Đấy, tôi nhìn là tôi cũng hình dung ra rồi, chú không khai tôi cũng đoán ra rồi. Có nguyên một cái tầng luôn. Nguyên một cái tầng là chứa quần áo của bạn. Quần áo là có đóng hẳn những cái ngăn tủ để trang sức, rồi đồng hồ, kính mắt, rồi giày dép. Có những cái bộ nào mà mua mà chưa mặc luôn không? Có nhiều vẫn còn mang. Con nghiện shopping là ai cũng bị cái tật đó, có nghĩa là mình mua nhiều quá mình không nhớ là mình mua cái gì rồi. Tôi là cái như là mặc không kịp luôn. Vợ em thì rất là thích khi mà gặp cái việc gì mà nó buồn ấy thì là đi shopping cái đấy, là giải ngày, sầu ngay, giải sầu ngay. Rồi bây giờ Khoa có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em thì thực ra thì em xác định là mình là một người đàn ông trong gia đình, thì mình là phải người gánh vác, nên là
em thấy thì là vợ em có những cái thói quen, tuy nhưng mà mình cảm thấy cái thói quen đấy nó không có cái gì là nó gọi là vậy là là quá thì mình phải thay đổi, thế là em nghĩ là chắc là em cũng không cần vợ em cứ thay đổi được, cứ như thế là cứ như thế và thay đổi cái là mình lên nhẹ nhàng lên lãi với các con, thế là được. Nhẹ nhàng với các con đó. Chứ bớt shopping lại em ơi. Chị nói thiệt với em á, gặp chị mà là em á là chị mong muốn thay đổi ngay cái việc đó. Uống tiền lắm. Thì có nhiều khi mình mua những cái đồ mình không xài tới phí lắm. Thực sự rất là phí luôn. Nhà chị bị đó, chị giờ gặp ai chị cũng khuyên hết á. Giờ chị bị. Nhưng mà nhiều khi đó là cái thú vui của người ta. Đúng rồi. Cái sở thích của người ta, không mua là xỉu đó, đúng không? Thôi chuyện sở thích khác đỡ tốn hao hơn đi em ơi. Rồi bây giờ tới em nè. Đã, bạn ấy có những tật xấu gì? Anh ấy thì nói chung là cái tật xấu ấy là chưa tìm cái đồ gì đã gào lên rồi. chưa tìm cái đấy đã gào lên rồi. Tại vì là anh ấy là một cái người mà kỹ tính, sạch sẽ, kỹ tính và cầu toàn ấy. Cái gì cũng phải hoàn hảo. Tức là có một cái tính là nếu như mà cái gì không đúng ý của mình ấy, tức là mỗi một người sinh ra thì không thể ai người ta cũng như ý của mình được. Có thể là mình mà mình có thể làm được nhưng người khác không làm được. Nhưng mà anh ấy hay kỳ vọng quá cao, xong mà hay kiểu bực mình ấy. Cáu hay cáu đấy. Bực mình cáu lên xong bắt đầu là tìm cái gì mà đồ gì mà chưa tìm thấy là bắt đầu là đâu có anh ấy đâu cái thứ kia. Nhưng nó chỉ loanh quanh ở đấy thôi. Đấy. Rồi. Cứ bắt đầu mỗi lần gào lên một phát là cả nhà, cả bố, cả mẹ, cả các con cả ấy là rú hết cả người vào. Rồi. Không hiểu bố lại đèn. Một tần số đầu tiên là hay gào. Hay gào. Rồi đó. Nhưng mà nè, có hay ăn cái chân diện đồ hay là mua sắm giống như em không? Ui trời, anh có chân diện anh nha. Anh chị nhìn điệu là chị thấy chân diện nha. Điệu lắm luôn hả? Đây là đó, em nhìn cái áo với lại cái đôi giày đi đó, đó em thấy đó. Đó. Một logo đó. Ừ. Đó em đó. Em đó. Chân diện sao? Anh này thì anh ấy điệu lắm, anh ấy sạch sẽ, tức là cái đồ của anh cái gì nó phải vào cái đấy. Và quần áo là phải giặt bằng tay. Là cái gì nó cũng phải sạch như ly như lau ấy. Tức là anh ấy là một cái người như thế. Nhưng mà không, cái đó là tật tốt rồi, chị đang hỏi em tật xấu thôi. Giờ có chuyên diện nè, có xài. Tức em là ghiền mua sắm nè, cũng tốn tiền nha, còn ảnh có tốn tiền với quần áo với đồ hiệu đồ hiếc hay không? Cũng có tốn nhưng mà cũng bao biện nè, bao biện là giờ có hỏi nè, chắc chắn mấy cái đồ luôn. Mấy cái đồ hiệu thì có giặt chung với mấy cái đồ không? Không ạ, giặt riêng. Em có mua một cái tủ lạnh để chuyên giặt quần áo của em thôi. Quần áo em quần áo của em thì lúc nào hơi bẩn thì em mang ra tiệm giặt, còn không em giặt bằng có cái máy giặt nó cao cao này, mua mua 80 triệu. Là máy giặt hiệu luôn đúng không? Giặt hấp coi như là máy giặt hiệu để giặt quần áo hiệu đúng không? Tức là em rồi. Thích xài đồ hiệu đúng không? Còn vợ em thì ghiền shopping đúng không? Dạ, đó dạ, đúng chắc rồi. Hai chồng cũng đồng lòng đồng thủ để mà tiêu tiền quá đi. Dạ vâng, nhưng mà mình đồng thủ thì mình lại phải đồng sức để mình kiếm tiền đó. Đó. Đấy, để mình phục vụ cho những cái sở thích của mình. Đúng vậy đó. Bây giờ là mong muốn chồng thay đổi gì? Em thì nói chung là mong muốn chồng thay đổi thì là cũng chả mong muốn thay đổi gì cả. Bớt cáu không? Mong bớt cáu lại. Tại vì là em cũng hiểu tại vì sao cáu mà. Tại vì là áp lực công việc. Nhà em là cứ chồng em là cứ 6 giờ sáng dậy. Xong bắt đầu là đi làm đến 1 giờ trưa mới về ăn cơm. Ăn cơm xong thì hôm nào cứ vợ rủ ngủ trưa thì ngủ một tí. Không thì lại đến 6, 7 giờ tối về tập thể dục một tí xong rồi lại. Tức là cái áp lực công việc của anh ấy rất là nhiều. Em á. Cứ vừa đấm vừa xoa. Cái chương trình này nó bị lạc đề. Ví dụ có cái gì là tranh thủ, mình phải tranh thủ cơ hội để mà mình nói. Ờ đó anh ơi thế này nọ. Em nãy nghe nói là chồng cáu lên cái là gia đình ai nấy rúng gió lại hết đúng không? Thì thực ra áp lực ai mà không có áp lực em. Dạ. Cái thời đại này ở xã hội ai cũng có áp lực hết. Chứ không chỉ riêng ai. Mà người ta hơn thua nhau ở cái điều là mình kềm hãm được cái cảm xúc của mình. Mình kềm hãm được cái áp lực đó để mình không xả cho vợ con mình. Đó là cái điều mà mình hơn người khác. Thực sự là như vậy mà. Trời ơi, chị áp lực lắm chứ bộ. Nhưng mà không bao giờ chị về mà chị cấu chồng hay là cấu con, không có luôn. Thiệt, mình tìm cái cách xả cách khác. Chứ mình không có xả lên vợ, lên con mình. Đúng cái rồi. Đó mới là cái hay. Ngược lại mình cũng vậy. Vậy thì em mình mong muốn luôn đi. Đó, mong muốn. Nói chung là mong muốn là chồng gọi là tạo áp lực cho người khác vừa vừa thôi. Cái nhất, cái thứ hai nữa là tìm cái đồ gì phải tìm kỹ, xong bắt đầu mới tìm đi rồi hãy cấu đúng không? Tìm xong đã chưa tìm đã cấu. Không, mình cũng bị cái tính đó nè. Mình cũng bị cái tính đó. Thôi
Thực ra là bây giờ tụi em đã sống với nhau một thập kỷ rồi, cũng hiểu hết đường tơ kẻ tóc của nhau hết rồi. Vấn đề là bây giờ ai cũng giỏi hết, chồng giỏi, vợ giỏi. Tụi em càng giỏi thì tụi em sẽ càng nhiều áp lực. Và bây giờ vấn đề tụi em phải vượt lên chính mình bằng cách là giỏi hơn nữa, bằng cách là mình đừng tạo áp lực cho con cái mình, cho gia đình mình, cho vợ chồng mình, tức là vợ mình hoặc chồng mình. Cái đó là mới bền được. Cái đó mới bền được đó em. Chứ không là mệt mỏi lắm. Đến một lúc nào đó tụi em tiền kiếm gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, gấp năm lần như vậy nữa là áp lực nó còn kinh hoàng hơn nữa. Đúng không? Thành ra là chị nghĩ là bắt đầu đè nén cảm xúc từ bây giờ sau đây. Và cũng rất là cảm ơn hai em đã đến đây chia sẻ câu chuyện hạnh phúc của hai vợ chồng. À, thật sự mà nói là nhìn thấy hai bạn rất là đẹp đôi. Ganh tị với sợ và luôn á. Phải nói là đang tận hưởng cái niềm hạnh phúc và thành công trong công việc. Và rõ ràng là trời sinh ra hai bạn là một cặp. Và để có được hạnh phúc này đó là sự lựa chọn của cả hai. Đúng rồi. Hạnh phúc là lựa chọn. Xin cảm ơn.